Hello tất cả các bạn, lại là mình với những chiếc vít trong thời gian rảnh rỗi của mình ở Úc đây. Đã lâu lắm rồi mình không cho ra một cái vít thuộc series X điều gì đấy, thuộc về một vấn đề gì đấy. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cả series đó. Về cơ bản nói chung là ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn nghe 5 điều mà mình cảm thấy cực kỳ quyến rũ ở trong các bạn con trai slash đàn ông. Thôi nói con trai cho nó gần gũi với tuổi của mình nhá. Những điều này là những điều mà mình cảm thấy rất là thu hút từ phía các bạn trai. Nghĩa là kiểu Nếu mà một đứa con gái, mình nghĩ là một đứa con gái bất kỳ nào đấy mà nhìn thấy những cái điều đấy thì sẽ thực sự rất là chảy, rất là mẹo mủi lòng ấy. Vậy nên là các bạn trai có thể xem vít này để biết và cải thiện bản thân và tán gái và thế nào đấy. Còn các bạn con gái thì hãy xem và sau đấy cho mình ý kiến xem mọi người có cảm thấy như thế không nhá. Bắt đầu nha. Và như thường lệ thì disclaimer, personal opinions are accepted here nha. Ok, điều thứ nhất mà mình thấy là rất vô cùng quyến rũ ở con trai. Có thể đây là đối với mình thôi, nhưng đây là top 1 của mình ấy. Đấy là thích trẻ con. Con trai thích trẻ con ấy, mọi người có biết không? Ngày xưa lúc mà mình làm Camplast ấy, thì bọn mình có một cái câu đùa đấy là sau Camplast thì bao nhiêu cái husband material rồi wife material. Nghĩa là kiểu những cái tính cách của một người vợ, của một người chồng ấy, nó thể hiện lên rõ quá. Cho nên là các bạn ấy cứ yêu nhau lại thế cả lên. Nghĩa là sau kem thì là cứ đầy đôi mới ấy, mấy đôi mới mọc ra luôn, năm nào cũng thế. Basically là bởi vì kem tạo điều kiện cho các bạn ấy chơi với trẻ con và tạo điều kiện cho những người khác giới trong cùng cái phòng đấy nhìn thấy bạn chơi với trẻ con. Và cái việc chơi với trẻ con mình thấy nó hút gái cực kỳ luôn ấy. Mình không biết là các bạn nữ khác như thế nào, nhưng mà đối với mình ấy, đấy là điều kiểu số 1 luôn ấy. Có lẽ là bởi vì nói thế hiểu nghe xa xôi vãi, bởi vì mình 20 tuổi, nhưng mà mình nghĩ là bản chất của một người phụ nữ, một người con gái là kiểu rất là gia đình ấy, rất là kiểu family oriented ấy, hay chịu mình không biết tả như nào, nhưng mà đại loại là mọi người hiểu không, nghĩa là kiểu eventually thì bọn mình sẽ đến một lúc nào đấy muốn có con và muốn làm mẹ và etc. Và có thể là đối với mình điều này nó hơi sớm, nhưng mà bởi vì như thế cho nên là nhìn các bạn nam chơi với trẻ con, yêu trẻ con, biết chăm trẻ con thích các bạn nam, nó trở nên rất là quyến rũ luôn ấy. Kiểu mình nghĩ là ui, cái người này nếu mà sau này mà có con thì họ sẽ yêu con của họ như thế nào. Và nếu mà giả sử mà mình đang có ý định thích người đấy chẳng hạn, hay là kiểu mình muốn là yêu người đấy chẳng hạn, hay là đấy là người yêu của mình chẳng hạn, thì ui, cái điểm đấy nó thật là tuyệt vời. Tại vì là nó sẽ khiến cho mình cảm thấy là yeah, một người đàn ông dịu dàng, ân cần đối với trẻ con, yeah, kiểu thế. Nếu mà mình vắng với người ta mà có thể đi được lâu dài yeah, thì người ta có thể là bố của con mình. Ôi, thật là địch. Nghe trẻ con này, kiểu nghe như kiểu mấy bà fan girl ấy, nhưng mà yeah. Tự nhiên mình kiểu mình nghĩ đến cái chủ đề này bởi vì mọi người biết là sao không? Đấy là hôm nay mình đang đi trên đường, mình nhìn thấy một anh nhìn trông cũng không phải một anh, chắc phải gọi chú, nhìn trông cũng kiểu già rồi, xong rồi trông cũng kiểu hơi pì tí ấy, nhìn kiểu buồn cười vãi. Nhưng sau đấy con của anh ấy chạy ra đằng sau, xong rồi chạy, thế là anh ấy với con anh ấy kiểu chạy đuổi nhau ở trên đường ấy, ở trên cái sân, cái bãi công viên ấy, kiểu thế. Xong rồi kiểu lon ton, xong rồi kiểu anh ấy có thể chạy thắng con anh ấy ngay lập tức đúng không, nhưng anh kiểu chạy rất là chậm chậm, cho kiểu hai bố con đuổi nhau, xong anh ấy bế thốc con anh ấy lên. Ôi, I mean mình totally kiểu mình không hề biết anh ấy là ai, mình cũng kiểu thấy anh ấy không phải là kiểu quá là đẹp trai hay là attractive hay là kiểu mặc đồ xịn hay là gì, nhưng mà kiểu chỉ cần nhìn cái cách mà anh ấy chơi đùa với con của anh ấy và cái cách mà anh ấy yêu con của anh ấy như thế thôi đã đủ làm cho mình cảm thấy ôi, nhìn thật là kiểu đáng ngưỡng mộ và thật là quyến rũ. Điều thứ hai mà mình nghĩ rằng là cực kỳ hấp dẫn trong một người đàn ông, một người con trai, đấy là cái việc mà các bạn có chí tiến thủ, các bạn có trách nhiệm với bản thân. Dù gì thì dù bản chất của chúng tôi vẫn là mẹ phụ nữ, mình rất là support về việc các bạn nữ là kiểu trụ cột của chính bản thân mình. Thế nhưng mà về mặt biology thì chúng ta vẫn là phụ nữ, các bạn hiểu không? Thì đôi khi mình vẫn có thiên hướng tìm một người mà có thể để cho mình dựa vào, có thể là trụ cột cho mình, khiến cho mình có thể yếu mềm một số lúc. Và khi mà nhìn thấy một người đàn ông mà họ có trách nhiệm, họ có chí cầu tiến, họ
kiểu rất là focus, rất là tập trung vào những điều mà họ muốn, họ đam mê, họ có đam mê. Dụ tìm. Tại sao con gái chúng tôi lại thích nhìn các anh lúc các anh mặc sơ mi ấy? Đấy là bởi vì khi các anh mặc sơ mi, nhìn các anh rất là tri thức, nhìn các anh rất là có học, nhìn các anh giống như kiểu một con người có tương lai rất là sáng lạn. Hiểu không? Rồi mình thì mình rất thích ngắm lúc mà kiểu các bạn nam được làm cái mà các bạn ấy thích. Ví dụ như là bạn ấy thích nhảy và bạn ấy đang nhảy ấy, ủa thì rất là thích. Hay là lúc mà bạn ấy say sưa nói về cái đam mê của bạn ấy, bất kể là đam mê của bạn ấy là cái gì, nhảy nhót, đàn, hát, chắc địa bản đồ, tài chính, bất kể. Kiểu ý mình là mình có thể không biết rõ là bạn ấy đang nói về cái gì, nhưng mà mình thấy được cái sự nhiệt huyết ở trong ánh mắt của bạn ấy. Mình có thể thấy được là những cái đam mê của bạn ấy. Kiểu mình nghĩ là con trai thì nên có một cái định hướng rõ ràng cho bản thân, và nên có một cái gì đấy gọi là kế hoạch, chứ không nên đi mông lung trong cuộc đời lắm. Đương nhiên là tuổi thanh xuân của các anh thì rất là dài, và các anh có rất nhiều thời gian để figure it out. Nhưng mà nếu mà các anh có kế hoạch, và các anh có cái định hướng rõ ràng, và các anh có đường đi rõ ràng, và các anh có thể cho bọn tôi một cái gì đấy rất là chắc chắn trong cái cuộc sống của bọn anh ấy, thì bọn tôi sẽ có cảm giác là à, mình có thể dựa vào được người này. À, mình có thể ổn định được khi mình ở cạnh người này. Bởi vì các anh có thể ổn định được. Điều thứ ba cực kỳ hấp dẫn ở con trai, đấy là một con người mà biết chăm sóc bản thân. Thực ra cái điều này nó đúng với cả con trai và con gái luôn. Bởi vì ai cũng thích một người chăm sóc bản thân chứ. Kiểu biết chăm sóc bản thân ở đây là gì? Là chăm sóc về bề ngoài này. Không cần thiết phải quá là điệu đà, không cần thiết là phải quá là bóng bẩy hào nhoáng, như kiểu là phải mặc đồ hiệu, hay là phải bóng vuốt tóc bóng lộn hay là gì. Mà chỉ cần là một con người gọn gàng này, một con người mà đi ra ngoài đường là biết là không đi kiểu mặc quần lếch thếch rồi áo trong lò ra áo ngoài, hay là kiểu đi dép lê xong là kiểu các thứ như thế. Rồi hay là kiểu các anh không kiểu là 1-2 tuần mới tắm, rồi 1-2 tháng mới gội đầu. Mình biết những người như thế. Hay là kiểu gầu nó không rơi lả tả xuống như là kiểu sao băng vậy. Đấy là về bề ngoài. Về bề bên trong, nghĩa là các anh kiểu biết rèn luyện bản thân, biết chăm sóc cái mental health của mình. Hay là các anh biết học hành rồi phát triển bản thân hơn, và nói chung là đại loại là improve bản thân để có được một cái version tốt nhất của mình ý. Về cơ bản thì đương nhiên là con gái cũng thế thôi. Nếu mà các bạn là một người con gái mà kiểu biết chăm sóc bản thân thì bạn cũng trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều, đúng không? Đặc biệt là khi mà con gái bị đánh giá về bề ngoài rất là nhiều. Nhưng mà con trai cũng thế. Mình không phủ nhận là các bạn nên yêu người ta bởi vì chính người ta. Nghĩa là cho dù người ta có như thế nào thì mọi người vẫn nên yêu người ta. Nếu mà mọi người đã yêu nhau rồi thì mọi người nên chấp nhận cả những lúc mà người ta rất là xấu. Cái vấn đề ở đây là mình không nói đến lúc mà người ta ở nhà, mà mình đang nói đến lúc mà người ta đi ra ngoài đường, người ta tiếp xúc với những mối quan hệ xã hội, hay là người ta thế này thế nọ. Về cơ bản là phải biết đúng người, đúng lúc, đúng việc ấy. Và mình đã từng nghe những câu chuyện mà kiểu ví dụ như là bọn cha cứ không hiểu là tại sao đứa con gái lại cảm thấy không hài lòng với cả cái việc mà bọn nó ăn mặc như thế. Bọn nó nghĩ rằng là nếu mà ở cạnh nhau mà kiểu yêu nhau rồi thì cái quan trọng là phải được thoải mái, phải sống như thế nào cho mình thoải mái, hay là thế này nọ. Đấy, như mình nói là không cần thiết là phải quá đẹp đẽ, nhưng mà nên gọn gàng. Nó không phải là để cho bộ mặt của chúng tôi đâu, mà là để cho bộ mặt của các anh ấy. Đương nhiên là nếu mà các anh gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ và đi với bọn tôi thì bọn tôi tự hào. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà nhìn vào bọn anh mà thấy bọn anh lôi thôi, lấy ra lách thích, thì mọi người sẽ nghĩ là bọn anh kiểu đầu đường xó chợ, hoặc là kiểu không có tương lai ấy. Điều thứ tư mà khiến cho các bạn con trai cực kỳ hấp dẫn, đấy là cách mà mọi người quan tâm đến gia đình và yêu thương gia đình của mình. Mình biết là con trai thì không hay bày tỏ và bộc lộ cảm xúc ra. Và có lẽ là trong những năm 20 tuổi hay là những năm dậy thì đứa nào cũng thế, đôi khi quên mất gia đình, không nói ra ấy. Nhưng mà mình phải công nhận một điều là trong quá khứ thì khi mà mình gặp được một người mà họ biết bày tỏ cảm xúc của họ với gia đình, khi mà họ thực sự rất là yêu mẹ của họ, hay họ rất là yêu bố của họ, hay là họ rất là yêu anh chị em của họ ấy, mình thực sự rất thích những người đấy. Tại vì mình có cảm giác như là, đấy, lại again, mình nghĩ là mình nói cái này hơi già bởi vì mình 20 tuổi, nhưng mà đôi khi mình kiểu nghĩ về lâu về dài ấy. Kiểu sau này nếu mà giả sử mình là gia đình của người ta thì người ta cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Mình thấy cái điểm này nó rất là quyến rũ, bởi vì một người đàn ông biết
lúc nào cần phải chia sẻ tình cảm, lúc nào cần phải bộc lộ những cái suy nghĩ của mình và cảm xúc của mình ra là một điều cần thiết. Đúng là các anh hay bị cái social stereotype ấy, nghĩa là kiểu không nên con trai không nên sướt mướt, hay con trai không nên quá là kiểu bộc lộ cảm xúc của mình ấy. Nhưng mà thứ nhất là thời đại này rồi mọi thứ đều bình đẳng ấy, thứ hai là đôi khi cần phải bộc lộ cảm xúc ra thì mới communicate được, nghĩa là mới có thể trao đổi được những cái suy nghĩ của mình với nhau, mới thật thà được với nhau, mới chân thành được với nhau, và là một người bày tỏ được tình cảm đúng lúc đúng chỗ thì sẽ rất là tốt, đúng không? Đương nhiên là bày tỏ tình cảm với gia đình là đúng lúc đúng chỗ rồi. Mình nghĩ rằng là không có một người con trai nào không yêu gia đình, chỉ là họ bày tỏ đến đâu. Nhưng mà đối với mình, một người bày tỏ được nhiều cảm xúc của mình với gia đình, một người rất là tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình với gia đình, một người có thể sẵn sàng nói con yêu mẹ, con yêu bố, hay là kiểu nghĩ đến bố mẹ hay là nghĩ đến anh chị em mỗi lần đi xa ấy, là một người cực kỳ hấp dẫn đối với mình. Thực sự là như thế, gia đình là số 1. Đương nhiên là có những thứ cần phải nhìn vào hành động và phải mất thời gian thì mới nhìn thấy được điều đấy. Tuy nhiên thì nếu mà là một người đàn ông như thế thì rất là thích. Và điều thứ 5 là điều kết thúc cuối cùng, đấy là một người đàn ông không có sự sĩ diện đối với mình. Đây là kiểu điều thứ 5 ấy. Lại phải nhắc lại, đây là một chiếc vít với ý kiến riêng của bản thân mình, cho nên là mình không biết rằng đối với các bạn thì sao. Nhưng mà sau những năm tháng chơi với con trai rất là nhiều thì mình nhận ra rằng là con trai slash đàn ông là một sinh vật có lòng tự trọng cực kỳ cao, cao lắm, cao không bao giờ với tới được. Chính vì thế mà đôi khi trước mắt bạn bè hay trước mắt những người mà họ cần phải tỏ ra là họ rất ngầu thì họ có thể sẽ cố tỏ ra là họ rất ngầu, và đôi khi họ không nghĩ đến những hậu quả sau đó. Có rất nhiều ví dụ cho vấn đề này, điển hình là vấn đề ép nhậu. Nghĩa là mình quan điểm là nếu mà các bạn không muốn thì sẽ không ai ép được các bạn cả. Đấy là do các bạn cả nể, đấy là do các bạn sĩ diện. Nếu các bạn căng thẳng lên, các bạn bảo mình không uống là mình không uống. Mình nghĩ là với những có những chỗ mà mình cần phải kiểu vĩ hòa duy quý rồi giữ mối quan hệ rồi này nọ, rất là khó để các bạn từ chối. Tuy nhiên nếu mà họ thực sự tôn trọng bạn và họ thực sự coi bạn là equal thì cái việc mà bạn có thể từ chối được nó là bình thường. Hay là cái việc là bạn không bao giờ hút thuốc, cả đời bạn đã cai được cái thuốc rồi, thế nhưng mà khi mà các bạn đi chơi với cả anh em bạn bè, bạn vẫn phải làm điếu cho ngồi rung đùi trong này nọ với xỉ dép. Một cái điểm cực kỳ xấu, cực kỳ xấu luôn ấy. Mình mà đi với một đám bạn nhá, trong cái đám bạn đấy nếu mà có ai, có một thằng con trai nào ấy, nó mà sĩ diện ấy, nó tụt rất nhiều điểm trong mắt mình luôn. Nhưng mà nếu mà có đứa nào ấy mà kiểu không sĩ diện ấy, biết từ chối đúng lúc này, biết nhận lời đúng lúc này, biết giá trị của mình ở đâu và biết là mình có quyền được làm gì, thì cái người đấy thực sự ăn rất là nhiều điểm trong mắt mình. Cái việc mà các bạn hạ cái lòng tự trọng của mình xuống một chút, không cần thiết là phải tỏ ra là mình quá là ngầu đâu, chính ra lại đẩy cái lòng tự trọng của bạn lên rất nhiều. Các bạn hiểu mình không? Nếu các bạn cứ kiểu sĩ diện thế thì các bạn khác cách gì những thằng con trai khác đâu. Mình nói thật. Mà cái việc mà các bạn không sĩ diện, các bạn hạ lòng tự trọng mình ấy, nó đôi khi nó còn works trong cái vấn đề mối quan hệ của bạn với người yêu nữa. Bởi vì đôi khi con gái có những điều rất là vô lý, và bọn mình biết điều đấy. Và các anh phải hiểu cái bọn mình, đôi khi bọn mình sáng nắng chiều mưa tụt mút lắm. Và bởi vì như thế cho nên khi các bạn nén lòng tự trọng các bạn một chút, nhường nhịn cho những người con gái một chút, người con gái sẽ cảm thấy tôn trọng, trân trọng bạn hơn. Cái gì ấy nhở? Nhưng mà mình không nghĩ được ra từ, nhưng các bạn hiểu đấy. Đấy, nói chung là vậy. Mọi người thấy không? Có đấy thôi, mình có cho 5 điều rồi. Một chiếc vít ngắn gọn xúc tích ở vào một cái góc, y hệt thì cái góc hôm trước đây. Nhưng mà yeah, dạo này mình có vẻ rảnh rỗi, xong hay mình hay nghĩ ra mấy cái trò hài hài ấy. Nhưng mà I mean, personal opinions, I accept it here nha. Nghĩa mọi người có thể comment những cái mọi người nghĩ về những điều mình nghĩ, và mình có thể nói ra những điều mà mình nghĩ. Chúng ta equally discuss, thoải mái nói chuyện với nhau. Cảm ơn mọi người đã xem video tuần này, và hẹn gặp mọi người vào video tuần sau.